Xin kính chào quý vị. Bây giờ là bản tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai ở khu vực Nam Bộ và địa bàn tỉnh Long An. Thưa quý vị, Đài khí tượng Thủy văn tỉnh dự báo, trên địa bàn toàn tỉnh, đêm nay không mưa, ngày mai trời nắng gián đoạn, đến chiều tối mai sẽ có mưa rào và dông vài nơi, có nơi mưa vừa. Trong cơn dông, quý vị cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét và gió giật mạnh. Với nhiệt độ cao nhất trên địa bàn tỉnh là từ 31 cho đến 33 độ và thấp nhất là từ 25 cho đến 27 độ, độ ẩm trung bình từ 80 đến 90%, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Xin được chuyển sang thời tiết khu vực Nam Bộ. Thưa quý vị, Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Long An dự báo trong 24 giờ tới, khu vực Nam Bộ chịu ảnh hưởng chính gió mùa tây nam có cường độ trung bình, trên cao áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam Trung Bộ và Nam Bộ có cường độ ổn định, vùng áp thấp nóng phía tây mở rộng về phía đông. Sau đây là phần dự báo chi tiết cho khu vực Nam Bộ. Tại miền Đông Nam Bộ, đêm nay khu vực này có mưa rào và dông vài nơi, ngày mai trời nắng gián đoạn, đến chiều tối mai sẽ có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa. Trong cơn dông, quý vị cần đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh, với nhiệt độ thấp nhất ở đây là từ 24 cho đến 26 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 cho đến 34 độ, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Ở miền Tây Nam Bộ, khu vực này đêm nay cũng có mưa rào và dông vài nơi, ngày mai trời nắng gián đoạn, đến chiều tối sẽ tiếp tục có mưa rào nhiều nơi và rải rác có dông, có nơi mưa vừa. Trong cơn dông, quý vị cũng nên đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh trong cơn dông. Với nhiệt độ thấp nhất ở đây là từ 25 cho đến 27 độ và cao nhất là từ 31 cho đến 33 độ, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Cuối bản tin là phần dự báo nhiệt độ một số thành phố lớn trong cả nước. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin lần sau.